Thì lá nữa đó thì lá bơ. Quá cột lâu quá vậy quá. Lá thì bơm xong. Đúng rồi. Trước trước. Đó lên đó em xoay quen cái. Vừa có kinh. Ta bơm lẹ mà mình cột chậm quá là bị vướng chiến đò đó nha. Chúng ta là bơm. Bơm phải lâu hơn là cột á. Nhanh lên được xíu rồi. Nhanh lên đi. Cái vào này nó dễ hơn này. À, được. Ở bên trong ra nó phồng. Lát nữa. À, mướn hạ lại bơm nữa á sư phụ. Vậy nó đang xin bong bóng kia, lát nữa xong rồi cho. Còn. Mướn hạ lại bơm mới được á. Cái này là lớn nhỏ gì cũng thích hết à. Còn bên con mà bơm nước. Con bóng họ có bơm nước vô. Cái đập con bóng nước đi ha. Dạ. Chị hỏi à. Bơm máy. Bơm cái kia là gãy tay luôn, mỏi tay luôn. Cái máy là 500 ngàn. Rồi giờ tới đổi cho rồi xuống đây nè ở đây. Cái này lát nữa mình quay về nhà bong bóng. Hôm nay là khóa tu sinh viên. À, chiều nay là em tổ chức tập xa cho chơi đập bong bóng. Chiều nay là nhiều bong bóng, nó chơi trò chơi gì đó hay là tìm vàng? Ở đây là chơi bong bóng nước á, một lát là đi bơm nước vô bong bóng. Còn hay trò chơi gì? Tại có 10 nhóm lặn thấy. 10 nhóm chơi gì? Này của bên họ. Chả biết luôn. Chắc nút con bóng quá mà. Mình chắc mình chơi một cái đập. Chỉ là chơi đập quen rồi, đập táp quen rồi. Tới chị này đa tìm. Em cột nhanh rồi đó. Con bóng cái của mình quý cho hay là mua lại. Không biết có bơm nhỏ không vậy? Không bơm to, bơm nhỏ nó đâu có đều cỡ. Nhỏ là nhỏ xíu à ha. Cái này có 200 mấy 200 để bơm
Sao mà lập được qua bên kia nổi? Chưa thấy cái trường hợp này nha. Thử.